À, thưa quý vị, người chơi của chúng ta hôm nay là một thầy giáo đến từ Đại học Bách Khoa tên là Bùi Trọng Tùng. Và thầy Tùng có tiết lộ với chúng ta rằng tất cả những sinh viên học lớp của thầy thì đều rất sợ bởi vì thầy rất khó tính. Chúng ta hãy chờ đợi xem thầy Tùng là ai. Vâng, xin chào thầy giáo Bùi Trọng Tùng. Xin chào MC Phan Đăng, xin chào tất cả các quý vị khán giả. Tôi là Bùi Trọng Tùng, hiện tại đang công tác tại trường Bách Khoa Hà Nội. Xin mời thầy giáo. Thầy giáo Bùi Trọng Tùng, nỗi khiếp sợ của sinh viên Bách Khoa. Thực ra nói là nỗi khiếp sợ thì có vẻ hơi nghiêm trọng quá. Nhưng mà có một cái chi tiết mà tôi có thể chia sẻ, đó là cứ thấy sinh viên biết tôi dạy lớp đấy là trên Facebook là sinh viên đùa nhau thôi kỳ này toang rồi. Kỳ này xác định rồi. Xác định rồi. Cụ thể là bạn làm gì mà sinh viên sợ như vậy? Thực ra thì cái này nó xuất phát từ chính cái quá trình tôi được đào tạo trong trường Bách Khoa. Tôi là cựu sinh viên và sau khi tốt nghiệp thì tôi xin ở lại trường giảng dạy luôn. Thì trong quá trình giảng dạy tôi thấy rằng là do chính bản thân tôi được rèn giũa bởi những người thầy giáo cũ một cách rất là nghiêm khắc, là tôi cũng muốn thực hiện như vậy để sinh viên của chúng tôi ra trường có thể đáp ứng tốt các cái yêu cầu của công việc. Có một cái điều nữa tôi muốn tiết lộ là mặc dù là sinh viên rất sợ tôi nhưng mà vợ tôi thực chất lại là một cựu sinh viên của tôi. À, chuyện đầu tiên là sợ quá mà yêu đấy. Vợ nhận xét là người khó tính hay bắt nạt vợ? Cái này là từ nhận xét của chính vợ tôi, nhưng mà có lẽ là những người đàn ông ngồi với nhau thì anh hiểu rằng là chồng mà bắt nạt vợ thì có lẽ là điều đấy chỉ xảy ra trong chuyện cổ tích mà thôi. Nhưng bố mẹ vợ lại khen rất là hiền lành. Điều đấy chính xác ạ. Hôm nay thì người đồng hành có phải là vợ không? Chính xác. Tôi đến với chương trình này lý do đó là do khi hai vợ chồng xem chương trình thì vợ tôi còn nói là ước gì em được lên TV một lần. Nên là vợ tôi bảo thế anh đăng ký đi. Và tôi nghe lời vợ đăng ký. Vợ của bạn Bùi Trọng Tùng tên là gì ạ? Vợ tôi tên là Vũ Nhật Lệ. Chúng tôi xin mời bạn Vũ Nhật Lệ. Em xin chào anh Phan Đăng và quý vị khán giả đang ở trong trường quay ạ. Em là Vũ Nhật Lệ, vợ của anh Bùi Trọng Tùng đây, và em hiện đang là giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội ạ. Vâng, và ở nhà thì chồng khó tính hay bắt nạt của mình lắm đúng không? Đấy là nhận xét ban đầu thôi, nhưng mà sau khi cưới nhau thì em thấy anh rất là tâm lý. Bây giờ thì mình bắt nạt ngược lại. Vâng, bây giờ là em sẽ bắt nạt lại. Cảm ơn bạn và chúc hai vợ chồng sẽ có một trải nghiệm thật đẹp khi tham gia chương trình Ai là Triệu Phú của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình Ai là Triệu Phú có tất cả 15 câu hỏi, trong đó có 3 câu mang tính cột mốc rất quan trọng với người chơi. Đó là 5, 10, 15. Sẽ có 3 quyền trợ giúp mà người chơi được sử dụng. Đó là 50-50, gọi điện thoại cho người thân và xin ý kiến khán giả trường quay. Bạn rõ luật chưa ạ? Tôi đã rõ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm Triệu Phú. Câu hỏi số 1. Đâu là cây thân leo? A. Hướng dương, B. Mồng tơi, C. Thượng dược, và D. Xà cừ. B là đáp án cuối cùng của tôi. B. Mồng tơi, chính xác. Câu hỏi số 2. Cụm từ nào miêu tả trạng thái đói cực độ? A. Đói đỏ mắt, B. Đói tím mắt, C. Đói hồng mắt, và D. Đói vàng mắt. D là câu là đáp án cuối cùng của tôi. Chắc chắn đây là đáp án đúng. Câu hỏi số 3. Từ nào còn thiếu trong câu hữu duyên thiên lý năng ba chấm? Tương tư, tương tác, tương ngộ, hay là tương trợ? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, C là đáp án của tôi. Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi 4. Đâu là tên một trò chơi dân gian? Đập niêu, đập bóng, đập muỗi, hay là đập bàn? A đáp án cuối cùng của tôi. Vâng, A đập niêu, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 5. Từ nào sau đây viết sai chính tả? Truyền thuyết, truyền nhiễm, truyền đạt, truyền cành. D là đáp án cuối cùng của tôi. Câu này mà trả lời sai thì về sinh viên trêu cho không đứng lớp được đúng không ạ? Hoàn toàn chính xác.
Thưa quý vị, người chơi của chúng ta một thầy giáo rất khó tính, nhưng mà ngồi lên ghế nóng của chương trình Ai là Triệu Phú thì lại rất tươi tắn. Và thầy giáo Bùi Trọng Tùng đã trả lời xong năm câu hỏi đầu tiên, có 2 triệu rồi. Trả lời đúng câu hỏi số 6 sẽ có 3 triệu và có thêm một quyền trợ giúp thứ tư. Đó là hỏi ý kiến tổ tư vấn trưởng quay. Chúng tôi hỏi một chút là vợ thì bảo là khó tính này, nhưng mà bố mẹ vợ thì bảo là hiền lành, đúng không? Có cách gì để cho bố mẹ vợ nhận xét mình là hiền lành được không? Cứ về nhà vợ là nghe lời bố mẹ bảo gì làm nấy thì bố mẹ sẽ nhận xét là hiền lành nữa. Không bao giờ cãi? Dạ không ạ. Không bao giờ gọi là bực mình, bức xúc một điều gì với bố mẹ vợ cả? Dạ không ạ. Ngoan tuyệt đối? Dạ vâng. Chúng ta sẽ trở lại với chương trình Ai là Triệu Phú. Và bây giờ là câu hỏi số 6. BMI là viết tắt tiếng Anh của chỉ số nào? A. Chỉ số khối cơ thể. B. Chỉ số vượt khó. C. Chỉ số đạo đức. Và D. Chỉ số đam mê. Theo tôi được biết thì BMI là một trong những chỉ số được tính toán dựa trên chiều cao và cân nặng để đánh giá cái cơ thể một con người. A là đáp án cuối cùng của tôi. Bạn trả lời rất nhanh, rất trôi chảy và rất chính xác. Bạn Bùi Trọng Tùng đã trả lời xong câu hỏi số 6, đã có 3 triệu. Trả lời đúng câu hỏi số 7, bạn sẽ có 6 triệu, 4 quyền trợ giúp vẫn còn nguyên. Chúc bạn may mắn. Xin mời câu hỏi số 7. Anh hùng lao động Hồ Quang Cua và Cộng sự đã lai tạo sản phẩm nào được vinh danh là ngon nhất thế giới? A. Thanh Long. B. Cà phê. C. Gạo. Và D. là sầu riêng. Thực ra cả 4 đáp án này đều là những đặc sản rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Gần đây nhất thì tôi có nghe thông tin là Việt Nam đã chế tạo ra được một cái giống gạo P25 gì đó, nếu tôi nhớ không nhầm, được đánh giá là giống gạo ngon nhất thế giới. Tuy nhiên tôi lại không biết tên người tạo ra cái giống gạo này. Cà phê thì Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn, nhưng mà tôi nghĩ không phải là cà phê ngon nhất thế giới. Theo tôi được biết thì ngon nhất thế giới nằm ở Brazil. Sầu riêng thì có lẽ sẽ là Malaysia. Tôi đang phân vân giữa Thanh Long và gạo. Bạn còn nguyên 4 quyển trợ giúp. Thực ra tôi đến đây không đặt ra mục tiêu cụ thể nào cả, nhưng mà tôi muốn đi xa nhất có thể. Chúng ta không đặt mục tiêu cụ thể nào cả, nhưng chúng ta muốn đi xa nhất có thể. Đấy chính là mục tiêu. Vậy tôi muốn tiết kiệm các sự trợ giúp quan trọng. C là câu trả lời cuối cùng của tôi. Tiết kiệm các quyền trợ giúp, đấy là điều mà tôi đã gặp ở một số người chơi. Và tôi đã chứng kiến một số người chơi vì tiết kiệm mà phải trả giá. Chưa kịp sử dụng bất cứ một quyền trợ giúp nào đã phải rời cuộc chơi. Cho nên thật sự mỗi lần nghe người chơi nói đến cái chữ là tiết kiệm quyền trợ giúp, đôi khi cá nhân tôi cũng thấy hơi lo cho người chơi. Và bây giờ tôi đang có cảm giác đó. Bao nhiêu phần trăm bạn tin mình sẽ trả lời chính xác? Tôi tin 70%. 70%, tức là còn 30% cho những rủi ro và mạo hiểm. Có lẽ tôi sẽ chấp nhận rủi ro. Và bạn chấp nhận rủi ro. Cho nên hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Hãy nhìn tôi. Câu trả lời chính xác của chúng ta sẽ qua sau ít phút. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đang đứng trước câu hỏi anh hùng lao động Hồ Quang Cua và Cộng sự đã lai tạo sản phẩm nào được vinh danh là ngon nhất thế giới. Và bạn ấy chọn câu trả lời là C, gạo. Ít phút trôi qua và gương mặt vẫn còn rất căng thẳng. À, đã cười rồi. Có 70% là tin là mình chính xác, còn 30% cho những rủi ro. 30%, một người tính rất xa, tiết kiệm các quyền trợ giúp. Và câu trả lời chính xác của chúng ta là C. Tại hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ 11 được tổ chức ở Manila, Philippines vào tháng 11 năm 2019. Lần đầu tiên gạo SD25 của Việt Nam, bạn nhớ chưa, gạo SD25 do ông Hồ Quang Cua và Cộng sự lai tạo đã được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới. Rất tự hào. Trả lời xong câu hỏi số 7, bạn có 6 triệu. Trả lời đúng câu hỏi số 8, bạn có 10 triệu và thật tuyệt vời, 4 quyền trợ giúp vẫn còn. C
Xin mời câu hỏi số 8. Nhà thơ nào đã viết thơ Tôi là mây trắng của đời tôi? Quang Dũng, Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh hay là Anh Thơ? Chắc chắn là câu này tôi sẽ phải cần sự trợ giúp, và tôi đang suy nghĩ xem là sử dụng sự trợ giúp nào cho hiệu quả. Cho tôi sử dụng sự trợ giúp, hỏi tổ tư vấn tại chỗ. Chúng tôi xin hỏi trong trường quay, ai biết chắc chắn câu trả lời giơ tay tư vấn cho người chơi ạ. Vâng, mời bạn chọn 3 người. Em tên là Dung, hiện tại em đang là sinh viên tại Hà Nội. Em xin trợ giúp cho người chơi là đáp án B, Lưu Quang Vũ ạ. Thành viên đầu tiên chọn câu trả lời là Lưu Quang Vũ. Chúng ta chờ thành viên thứ hai. Em tên là Giang và em là sinh viên tại Hà Nội ạ. Và câu trả lời của em là đáp án B, là Lưu Quang Vũ ạ. Thành viên thứ hai trong tổ tư vấn cũng chọn câu trả lời là Lưu Quang Vũ. Em là Ánh và em đến từ Hà Nội. Em xin trợ giúp cho người chơi câu trả lời là B, Lưu Quang Vũ ạ. Cả 3 thành viên trong tổ tư vấn đều chọn phương án Lưu Quang Vũ. Và người chơi Bùi Trọng Tùng thì đang cười rất tươi. Lời đầu tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các bạn trong tổ tư vấn. Tôi tin vào sự trợ giúp của các bạn. Đáp án cuối cùng của tôi là B. Thơ Tôi là mây trắng của đời tôi, những dòng thơ thao thức khôn nguôi, những dòng thơ người viết cho người, trên bãi bể thời gian tôi viết tiếp. Đấy là những 3 câu thơ trong bài thơ Mây Trắng Của Đời Tôi của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ. Như vậy là mỗi thành viên trong tổ tư vấn sẽ nhận được một mức phần thưởng là 200.000 đồng của chương trình. Chúng tôi cảm ơn tổ tư vấn. Thưa quý vị, như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua câu hỏi số 8 và đã có 10 triệu đồng. Trả lời đúng câu hỏi số 9, bạn Bùi Trọng Tùng sẽ có 14 triệu, còn 3 quyền trợ giúp nữa. Thật là tuyệt vời. Chúng ta còn những 3 quyền trợ giúp cho câu hỏi số 9. Đấy là điều mà không phải người nào cũng làm được. Xin mời câu hỏi số 9. Có bao nhiêu đơn vị cơ bản trong hệ đo lường quốc tế SI đang được sử dụng trên thế giới? A. 6 B. 7 C. 8 và D là 9. Thực ra tôi có thể kể ra một số đơn vị, nhưng mà chưa chắc đó là tất cả những đơn vị mà tôi biết. Chúng ta có khối lượng là kg, độ dài là mét, thời gian là giây. Các đáp án nhiều hơn những gì tôi biết rất nhiều. Tôi xin dùng sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. Vâng, và bạn sẽ gọi cho một thầy giáo toán. Không, tôi sẽ gọi điện thoại cho một sinh viên của tôi. Bạn này đã học chuyên toán. Học chuyên toán, vâng. Những người học chuyên toán thì sẽ sở trường với những câu hỏi như thế này. Bạn ấy tên là gì ạ? Bạn ấy tên là Lê Văn Đồng. Chúng ta sẽ có nối điện thoại với bạn Lê Văn Đồng. Alo ạ? Có phải điện thoại của bạn Lê Văn Đồng không? À, đúng rồi ạ. Chúng tôi ở trường quay chương trình Ai Là Triệu Phú của VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam. Và có một thầy giáo rất khó tính đang ngồi cạnh chúng tôi. Bạn có biết thầy giáo đó là ai không? Có ạ, em chào anh Phan Đăng, chào thầy Tùng ạ. Chào thầy Tùng, và đoán xem thầy Tùng đang ở câu hỏi số bao nhiêu? Chắc thầy đang ở câu 14 đấy ạ. Câu 14? Thầy sẽ đến câu 14. Còn bây giờ đang ở câu số 9, trị giá 14 triệu. Dạ vâng. Sẵn sàng tư vấn chưa? Rồi ạ. Hai thầy trò sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. Chúc hai thầy trò may mắn và 30 giây bắt đầu. Có bao nhiêu đơn vị cơ bản trong hệ đo lường quốc tế? Rồi. 7 ạ. Có những đáp án nào ạ? 6, 7, 8, 9. 7. 7 ạ. Em trả lời là 7 ạ. Cảm ơn em. Quá nhanh, quá nhanh. Đúng như những gì mà chúng tôi nghĩ. Một câu hỏi rất hợp với cả dân chuyên toán. Tôi rất tin tưởng sinh viên của tôi, và đằng sau bạn ấy còn một đội ngũ hỗ trợ nữa. B là đáp án cuối cùng của tôi. Chúng tôi sẽ nói ngay B là câu trả lời chính xác.
chúng tôi xin giải thích cụ thể thế này. Có 7 đơn vị cơ bản trong hệ đo lường quốc tế SI. Đầu tiên là mét, tức là chiều dài, chúng ta biết rồi. Kg, khối lượng. Giây, tức là thời gian. Ampere, tức là cường độ dòng điện. Kelvin, tức là nhiệt độ, đúng không ạ? Chúng ta có độ C và độ Kelvin, đúng không ạ? Vâng. Và có mol, tức là số hạt. Thầy giáo chắc là người học môn hóa thì rõ cái này lắm. Dạ, dạ. Rồi chúng ta còn có là candela, tức là cường độ chiếu sáng. Như vậy là trả lời xong câu hỏi số 9 thì bạn Bùi Trọng Tùng đã có 14 triệu. Trả lời đúng câu hỏi tiếp theo số 10, bạn sẽ có một mức thưởng mới là 22 triệu và còn hai quyền trợ giúp nữa là 50-50 và xin ý kiến của khán giả trường quay. Bạn rõ luật rồi đúng không ạ? Tôi đã rõ. Xin mời câu hỏi số 10. Hồ nào ở Hà Nội còn lưu giữ mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không? A. Hồ Ba Mẫu. B. Hồ Trúc Bạch. C. Hồ Hữu Tiệp. Và D. Hồ Thủ Lệ. Hồ Ba Mẫu ở ngay cạnh nơi tôi công tác thì tôi có đi qua thì không nhìn thấy. Hồ Trúc Bạch thì tôi cũng có đi qua một vài lần và cũng không thấy có cái xác máy bay nào đó. Hồ Thủ Lệ cũng không. Tức là bạn đang sử dụng phương pháp loại trừ. Vâng, tôi đang sử dụng phương pháp loại trừ. Tuy nhiên đây là một câu trả lời quan trọng nên tôi đang muốn chắc chắn một chút. Tôi sẽ đưa ra câu trả lời cuối cùng của mình. Đáp án của tôi là C. Còn hai quyền trợ giúp không sử dụng. Tức là nếu sai câu này, về mốc 52 triệu và rời cuộc chơi, không có cơ hội sử dụng hai quyền trợ giúp còn lại. Đương nhiên quyết định không thay đổi được nữa, nhưng mà sau khi quyết định xong thì bạn có thấy rằng là mình hơi nhanh quá và hơi mạo hiểm hay không? Tôi muốn mạo hiểm một chút. Cũng hơi mạo hiểm. Chúng ta sẽ thông báo với nhau một thông tin máy tính vừa đưa ra. Câu trả lời chính xác của chúng ta là C. Như vậy là trả lời xong câu hỏi số 10 thì bạn Bùi Trọng Tùng có một tấm séc 22 triệu. Xin chúc mừng bạn. Tấm séc này thì đã thuộc về bạn, nhưng mà tôi tạm thời giữ nó, đúng không ạ? Bởi vì trước mắt chúng ta vẫn còn những mốc chinh phục khác. Nếu trả lời đúng câu hỏi tiếp theo số 11, bạn sẽ có một tấm séc mới trị giá là 30 triệu và còn hai quyền trợ giúp nữa. Chúc bạn may mắn. Xin mời câu hỏi số 11. Môn thể thao nào lần đầu tiên xuất hiện ở Olympic Tokyo 2020? A. Judo. B. Taekwondo. C. Vật. Và D. là Karate. Ra vật thì tôi biết là đã xuất hiện tại Olympic rồi. Nhưng mà còn 3 môn còn lại, trong đó có 2 môn rất là nổi tiếng của người Nhật, đó là Judo và Karate Do. Taekwondo thì của Hàn Quốc. Và nếu tôi nhớ không nhầm thì khi Olympic tổ chức ở Busan, Hàn Quốc. À xin lỗi, tôi nhớ một chi tiết là có võ sĩ Trần Hiếu Ngân đã từng đạt huy chương Olympic ở môn... Rất đáng tiếc tôi không nhớ rõ là chị Ngân giành huy chương ở môn... Bạn còn hai quyền trợ giúp. Cho tôi sử dụng quyền trợ giúp 50-50. Bạn đang nghiêng về phương án nào? Tôi đang nghiêng về phương án Karate Do. Chúng ta chờ xem D có phải là một trong hai phương án sau cùng hay không. Có D Karate và A là Judo. Vâng, bây giờ thì nụ cười rất tươi đã xuất hiện. Để vẫn chưa chắc chắn lắm. Thế giờ phút này tôi rất muốn nhớ ra là chị Trần Hiếu Ngân đạt huy chương ở môn nào. Tôi sẽ sử dụng sự giúp còn lại hỏi kiến khán giả. Chúng tôi xin đọc câu hỏi để khán giả trường quay bấm nút tư vấn cho bạn Bùi Trọng Tùng. Môn thể thao nào lần đầu tiên xuất hiện ở Olympic Tokyo năm 2020? A. Judo và D. Karate.
100% chọn karate. Tức là 100% khán giả trường quay đang nghĩ giống như bạn. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã trợ giúp cho tôi ở câu hỏi này. Và chắc chắn tôi sẽ nghe theo lời tư vấn của các quý vị khán giả. Đáp án cuối cùng của tôi là D. Ở đây có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất, quả nhiên 100% khán giả trường quay đang nghĩ câu trả lời là D. Nhưng còn một khả năng thứ hai, trước khi khán giả trường quay bấm nút thì bạn nói rằng là bạn đang nghiêng về câu trả lời là D. Và không loại trừ khả năng khán giả trường quay cũng không rõ câu trả lời cho nên đang nghiêng ý kiến của bạn thôi. Thực ra hoàn toàn có khả năng đó. Thực ra thì đến câu hỏi này tôi nghĩ mình rất là may mắn rồi vì đã có hai câu tôi thật sự mạo hiểm. Và tôi nghĩ rằng câu này tôi trả lời đúng hay không thì cũng không quan trọng lắm. Bởi vì là tôi nghĩ là may mắn đã đủ với tôi rồi. Vâng, cho nên trả lời sai thì cũng có thoải mái ra về đúng không ạ? Chính xác. Vâng. Cho nên đây là câu trả lời chính xác. Lúc nãy thì bạn có nói là ôi Trần Hiếu Ngân ở môn gì? Thì tôi nhớ không nhầm là Trần Hiếu Ngân đoạt huy chương bạc ở môn Taekwondo. Và bây giờ thì Trần Hiếu Ngân đã chuyển sang sự nghiệp huấn luyện viên rồi. Trả lời xong câu hỏi số 11 thì bạn Bùi Trọng Tùng có một tấm séc là 30 triệu. Chúc mừng bạn với tấm séc rất đặc biệt này. Vâng, tôi sẽ lại tạm thời cầm lại tấm séc này đúng không ạ? Và tôi sẽ trao cho bạn một tấm séc mới trị giá là 40 triệu nếu bạn trả lời đúng câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 12. Chúng tôi xin thông báo là Bùi Trọng Tùng hết các quyền trợ giúp. Tuy nhiên, chúng tôi tin vào khả năng phân tích của bạn. Xin chúc bạn gặp nhiều may mắn. Cảm ơn anh. Xin mời câu hỏi số 12. Địa danh nào ở Berlin là chứng tích lịch sử của sự chia cắt giữa hai miền Đông Tây nước Đức thời chiến tranh lạnh? A. Đài Chiến Thắng. B. Quảng trường Alexander. C. Lâu đài Charlottenburg. Và D. là Israel Gallery. Thực ra tôi biết ở Berlin có một cái chứng tích lịch sử mà nó chia cắt Đông Đức và Tây Đức, sau đó nó bị phá bỏ. Người ta gọi là bức tường Berlin. Quá nổi tiếng. Tuy nhiên trong số 4 đáp án này thì không có đáp án nào nói rõ về bức tường Berlin cả. Chỉ có đáp án D, Israel Gallery. Nó liên quan gì một chút về Đông với Tây và có từ sai là hai bên. Trả lời đúng bạn có 40 triệu, trả lời sai 22 triệu nhưng dừng cuộc chơi có luôn 30 triệu. Tôi muốn kiểm chứng vận may của mình tới đâu. Cho nên bạn chơi tiếp. Tôi sẽ chơi tiếp. Vâng. Đáp án cuối cùng của tôi là D. Eastside Gallery. Và câu trả lời chính xác của chúng ta sẽ có sau ít phút. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đang đứng trước câu hỏi địa danh nào ở Berlin là chứng tích lịch sử của sự chia cắt giữa hai miền Đông Tây nước Đức thời chiến tranh lạnh. Và với những phân tích, với những suy luận của mình thì bạn ấy chọn câu trả lời là D, Eastside Gallery. Bạn có nói rằng nếu như nói đến chứng tích, người ta sẽ nói đến bức tường Berlin, đúng không ạ? Nhưng mà không có bức tường. Chúng tôi muốn nói rằng câu trả lời mà bạn chọn lựa, Eastside Gallery, chính là một phần của bức tường Berlin. Thở phào một cái và cảm giác sao? Tôi không nghĩ là hôm nay nó lại kỳ diệu như thế. Kỳ diệu, vâng, thật là kỳ diệu. Chúng tôi xin giải thích thêm một chút để bạn rõ. Eastside Gallery là đoạn sót lại của 168 km của bức tường Berlin nổi tiếng mà bạn vừa mới thắc mắc. Và Eastside Gallery thì có 1.316 mét tường bê tông được vẽ tranh phủ kín và được bảo tồn như một chứng nhân của lịch sử châu Âu. Trả lời xong một câu hỏi lịch sử thú vị như vậy, bạn có một tấm séc 40 triệu. Hình như là khá lâu rồi tôi mới được ký một tấm séc 40 triệu, cho nên là chính tôi cũng thấy hồi hộp khi ký tấm séc này. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn mẹ.
Vâng, đây vẫn chưa phải là điểm kết thúc, cho nên tôi lại giữ tấm séc này. Chúng tôi muốn nói rằng bạn là một người chơi có khả năng phân tích logic rất tốt. Lâu lâu chúng tôi mới gặp một người chơi như vậy, và chúng tôi kỳ vọng bạn ở phần tiếp theo. Trả lời thành công câu hỏi số 12 thì như tôi vừa nói, tấm séc 40 triệu đã thuộc về bạn. Nếu trả lời đúng câu hỏi số 13, bạn sẽ có một tấm séc mới trị giá là 60 triệu. Hết các quyền trợ giúp, nhưng tư duy phân tích thì vẫn còn. Chúc bạn may mắn. Cảm ơn anh. Xin mời câu hỏi số 13. Lăng mộ vị vua Lê Thánh Tông tại di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa có tên gì? A. Hiệu Lăng, B. Chiêu Lăng, C. Dụ Lăng và D. Kính Lăng. Đối với tôi đây một câu hỏi rất là khó. Và tại thời điểm này tôi đang rất là tiếc, bởi vì là cơ quan tôi đã từng một lần đi tham quan ở Lam Kinh, nhưng dịp đó tôi lại bận, tôi không đi được. Mới xảy ra cách đây vài năm thôi. Trả lời đúng có 60 triệu. Trả lời sai về mốc 10, 22 triệu. Dừng cuộc chơi có 40 triệu. Quyết định của bạn Bùi Trọng Tùng là gì? Ra trước khi tham dự cuộc thi này thì vợ tôi có dặn là câu nào khó thì anh nên ra về thì dừng. Từ nãy giờ tôi cãi lời vợ rất là nhiều lần rồi. Ở câu này thì tôi sẽ nghe theo lời vợ tôi. Nghe tôi theo lời vợ và tôi sẽ dừng cuộc chơi. Tôi sẽ dừng cuộc chơi. Vâng. Bạn đã dừng. Nhưng chúng ta chơi vui với nhau thôi. Bằng cảm tính của mình, bạn sẽ chọn câu trả lời là gì? Khi ra đề thi thì tôi thường thỉnh thoảng ra trắc nghiệm 3 câu liền giống nhau. Thì vừa nãy là D và D rồi. Tôi nghĩ câu hỏi này là D. Là Kính Lăng đúng không ạ? Câu trả lời chính xác của chúng ta là B, Chiêu Lăng. Lam Sơn là quê hương và là nơi phát tích của vương triều hậu Lê. Nơi đây là an táng của các vị vua và hoàng hậu thời Lê Sơ. Hiệu Lăng của vua Lê Thái Tông, Dụ Lăng của vua Lê Hiến Tông và Kính Lăng của vua Lê Túc Tông. Như vậy là bạn Bùi Trọng Tùng sẽ ra về với một tấm séc trị giá 40 triệu. Cảm ơn bạn đã đến đây với những phân tích logic rất là tuyệt vời và chúng tôi rất là ấn tượng. Chúc bạn sẽ tiếp tục khó tính trong hạnh phúc với nghề nghiệp của mình. Cảm ơn anh, cảm ơn các quý vị khán giả đã trợ giúp tôi trong suốt cuộc thi. Vâng, xin chào bạn.